80 95 mà nào thầy đang khá đau học nhưng mà đã hứa bọn em rồi nên là cố gắng live stream cùng với cả nhà, thì mấy đứa xem vào trong cái group chat lớp mình giúp thầy nhá. Đợi khoảng tầm được 10 đứa thì mình bắt đầu học. Thầy báo được buổi trước rồi à, hôm nay thì mình sẽ học từ 4 giờ chữa hết tối 95. Sau đó rồi buổi sau mình sẽ ra phần ETA Lipid trong này thì nào. Chủ nhật đúng không? Như thầy đã hứa hẹn chiều chủ nhật. Ô, không có đứa nào luôn. Thôi, để tiết kiệm mặt thời gian chưa đi đứa nào luôn nhá. Con này đi đâu hết nhỉ? Đi chơi người yêu. Thầy không có cách làm xe được vào trong cái nhóm lớp mình luôn. Chia sẻ vào đâu rồi chào cả nhà. Mấy đứa chào Hiền nha, mấy đứa chấm chấm đi nhá, thầy đang bị đau họng, cố gắng lắm để live stream cùng mọi người. Chào Lê Thị Truyền, hello. Tám đứa rồi, 1/10 nhỏ. Ừ, như hôm qua thì thật là hôm nay thì live chiều. Tối hôm qua thì đau họng quá thì không live stream được cho các em. Hello. Chào Nguyễn Tiến Ngọc. Oh. Thôi thầy bắt đầu làm việc nhá. Để tránh mất thời gian của cả nhà. Mình có này. Câu số 80 trước. Mình hôm nay mình chữa từ câu 80 câu 95 thôi. Câu số 80 trước này. Một ST tác dụng hết với NaOH. Cho khối lượng muối lớn hơn khối lượng ST phản ứng. Khối lượng muối mà lớn hơn khối lượng của ET phản ứng này. Hơi khó nhỉ. Mình quan sát nhá. Anh này này. Tác dụng nào á thì có hai thủ đồ là CH3 CONAL. Cùng với là bằng 82, ET bằng 74 đúng không? Vậy muối lớn hơn chưa? Đúng rồi nhá. Tương tự anh này cũng vậy này. Anh thuộc được C2H5. CO không thể like chữa hết đến câu 95 thôi. Nên em cứ theo dõi là được. Anh này chắc chắn lớn hơn vì cụ này 15, cụ này 23. Tương tự anh này cũng lớn hơn. Đúng không? Vậy thì A, B, C đều đúng. Vậy tất cả đều đúng. Vậy mình có rằng là mình có một cái chú ý là mỗi ST X kia tác dụng nào mắt cho khối lượng muối lớn hơn khối lượng ST phản ứng. Tương đương vậy. Mong là ST của ST có dạng ST của CH3OH. Đúng không? À, Hiền Nga thì like chắc là like chữa từ câu 80 đến câu 95 thôi nhá. Tiến Ngọc đúng rồi. Thầy tập trung vào giảng để hạn chế cái đau họng nhá. Các em chú ý nghe giảng. Câu số 81. Đốt cháy hoàn toàn 1,48g 1STX. Thu được này. Mình tìm được số mol CO2, số mol nước. Mình tìm được số mol CO2 bằng 2,64.
chia 44 bằng 0,06. Số nước 1,08 chia 18 cũng bằng 0,06 luôn. Vậy là hai cái đều bằng 0,06. Vậy chắc chắn mình thấy là nước bằng NCO2 tương đương với NOETNOL. Vậy dẫn đến công thức tổng quát nó là CN H2NO2. Được chưa nào? CN H2NO2. Nghĩa đấy tác dụng với NaOH cho một muối có khối lượng phân tử bằng. Thế thì từ đây mình có là NHT này cộng với là oxy ra được CO2 cộng với nước, đúng không? Mình có số mol của CO2 là nước là bằng, à mình có khối lượng trước. Khối lượng này 1,48 này. Hay là bằng 2,64 này. Cái này 1,08 này. Vậy mình nghĩ ngay bằng khối lượng, mình tìm được khối lượng oxy. Đúng không? 2,64 cộng 1,08 trừ đi 1,48 bằng 2,24. Từ khối lượng của oxy bằng 2,24 chia cho 32, mình tìm được số mol 0,02. Số mol CO2 0,06, số mol nước 0,06. Vậy hoàn toàn đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là mình tìm được số mol NaOH 0,06 nhân 1 và 0,06 nhân 2. Trừ đi 0,07 nhân 2 chia 2 bằng 0,02. Đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon 0,06 chia 0,02 bằng 3. Vậy chắc chắn là C3H6O2. Được chưa? Thế mà đề bài bảo của chúng ta rằng là trong này tác dụng với lại NaOH thì thu được muối có dạng là RCONA. Khối lượng phân tử bằng 34/37 khối lượng phân tử ET. 34/37 ET này bằng 74. Vậy suy ra nó chính bằng bao nhiêu nhỉ? 34 chia 37 nhân 74 bằng 68. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm ra được là gốc R cộng với 67 thì bằng 68. Suy R chúng ta bằng 1. R1 vậy nó chỉ có thể là HCOOC2O5. Ok chưa? Các em hiểu bài chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bài này trong sách đề, bài trong sách đề là quan trọng nhất. Nó tụ họp tất cả những cái chiêu đọc của thầy. Nên các em cần chú ý và cần quan sát cái lúc mà thầy live stream chữa. Giải hết bài tập trong sách đề. Nào mình có tiếp. Câu số 82. Cho 0,1 mol NaOH vào 50g dung dịch NaOH 700 đun nóng. 0,1 mol NaOH vào 50g dung dịch NaOH đun nóng. NaOH phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch khối lượng, trưng khô. Công thức mình nhìn này. NaOH là NaOH đơn chứ. Đúng chưa? Vậy NaOH nó sẽ có dạng R CoR phải đã. 0,1 vào NaOH thì số mol NaOH bằng 50 nhân 0,1 nhân 0,1 chia 40 0,125 thì đã thụ được là RCOONa mà biết chắc chắn là NaOH dương. 0,125 trừ 0,1 0,025. Được chưa? Dung dịch có khối lượng là 58,6. Vậy mình có này M ST cộng M dung dịch NaOH thì bằng M dung dịch sau. Suy ra tìm được luôn M ST 58,6 trừ 50 58,6. Vậy tìm được phân tử khối của ST sẽ bằng 86. Bây giờ thầy dạy các em một cái chiêu nhỏ nhỏ, một cái chiêu mẹo nhỏ nhỏ trong việc giải bài tập thôi. Các em phải nhớ thầy phân tử khối của các ET. Cái này thầy không dạy cho ai khác ngoài trong lớp live VIP. C2H4O2 60 C3H6O2 74 C4H8O2 88 C5H10O2 102. Trong C4H8O2 nhớ có thằng C4H6O2 cũng đụng độ không kém 86. Và đây mình nhìn này, thằng này 86. Và mình nhớ ngay đi C4H6O2. Ok chưa?
trứng khô dung dịch thu được 10,4 gram chất rắn khan và trứng khô này thì thu được 10,4 người nha. Thế C4H6O2 đã này, vậy loại này thằng này là C4H8 cứ C4H6 C4H6 10,4 này là thành biến đổi này. Thế có SR cộng 67 nhân 0,1 cộng 0,025 nhân 40 bằng 10,4. Đến đây thì bấm máy tính thì tìm được 10,4 này trừ đi 0,025 nhân 40 này, chia 0,1 này trừ 67 này 27. 27 mà chia cho 14 thì gần bằng 2, vậy nó là xe 2H. 27 trừ đi 24 thì là xe 23. Vậy chắc chắn chúng ta là xe 23. COO xe 3. CH3 CO xe 3 phải chịu thẻ đáp án C. Ok chưa? Sang câu tiếp theo câu số 83. Nhớ tập trung theo dõi thì chữa nha. Câu 83. Khi đốt cháy an toàn 4,4 gam chất hữu cơ đơn trước, sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 nước, mình bấm số mol CO2 0,2, số mol nước 0,2, chắc chắn ethanol đơn hợp. Vậy thì phải có ethanol đơn hợp nữa chứ nào. CnH2O2 này cộng oxy này ra CO2 này cộng nước này, số mol CO2 0,2, số mol nước 0,2, khối lượng 4,4 gam, khối lượng CO2 là bằng 0,2 nhân 44, khối lượng nước là 0,2 nhân 18. Vậy đây mình tìm được khối lượng O2. Khối lượng oxy bằng 8. Tìm số mol 0,25 mol. Đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là mình tìm được số mol đây. Đây. 0,2 nhân 1. 0,2 nhân 1 cộng với 0,2 nhân 2 trừ đi 0,25 nhân 2 chia cho 2. 0,05. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số. Tâm ơi tâm chú ý nha, những câu cuối là những câu khá là hay. Carbon sẽ bằng 0,2 chứ 0,05 bằng 4. Vậy nó là C4H8O2. C4H8O2 nhá. 4,4 gam chất X. 4,4 gam chất X. Vậy gam chất X gọi là R. CO là phải. Số mol bằng phân tử của anh em 88. 4,4 chia 88 bằng 0,5 mol. Tác dụng với NaOH đủ thì mình thu được R CONa cộng R+OH. Số mol giữ nguyên này 0,05. Đề bài cho ta khối lượng là 4,8. Vậy mình tìm được luôn là R cộng 67 thì bằng 4,8 chia 0,05. Đến đây mình tìm được R bằng 8 chia 0,05 bằng trừ 67 bằng 29. R bằng 29. Vậy thì nó chỉ có thể là C2H5COOCH3. Ok chưa? Vậy thay tên của nó là metin propionate nha. Metin propionate C. Mình sang câu tiếp theo của số 84. Mình sang câu tiếp theo của số 84. Cho hỗn hợp X gồm 2 te. 84 cho hỗn hợp X gồm 2 te. Đun nóng trên NaOH dư thu được 2 muối và 2 axit hữu cơ đồng đẳng kế tiếp bằng ván côn. Chú ý này. 2 muối và 2 axit hữu cơ đồng đẳng kế tiếp bằng ván côn. Vậy điều này tương đương với 2 te hơn kém nhau một cái bọt. Được chưa? Mặt khác đốt cháy mình có được số mol CO2 bằng số mol nước này. Mình thấy số mol CO2 bằng số mol nước tương đương với là ethanol đơn hợp. Công thức tổng quát nó sẽ là CnH2 là trung bình đấy, O2. Mà tỷ khối hơi của X so với hydro là 33,5 nên phân tử khối nó bằng 33,5
nhân 2. 6,7. Hoàn toàn nên em ta tìm nó trung bình bằng 6,7 trừ đi 32. 3 đây chia 14. 2,5. À, vậy là chắc chắn một thằng là C2H4O2, C3H6O2, C3C4 được, C3C3 vứt đúng không? Thằng này là không lo vứt, thằng này không lo vứt, nó đáp án đúng đáp án. À rất dễ. Ừ, thầy đạo học lắm nên là xin phép cả nhà thì nói nho nhỏ, cố gắng lắm để dạy các em đấy. Nó họng từ hôm qua hôm nay uống thuốc rồi vẫn chưa khỏi. Nào mình có tiếp này. Mình có tiếp này. Sang câu số 85 nhá. Câu số 85 nhá. Sẵn sàng chưa? Đứa nào chưa giải bài làm những câu này khó lắm. 85 này. Cho 21,8 gram chất rắn. Cho 21,8 gram chất hữu cơ A chỉ chữa một loại nhóm chức. Tác dụng với 1 lít. Thế các em nhìn nhá, các em nhìn kỹ nhá. Thằng này đều có dạng này. Mình tính nghĩ vậy cái đặc ET này có dạng là R CO 3 lần C3 nằm dễ nhất. Khối lượng 21,8. Tác dụng với NaOH 0,5 x 1 bằng 0,5. Số mol 0,5. Thu được 24,6 gram muối. Muối là RCONA 24,6. Và ancol B 0,1 mol. Đúng chưa? Thế thì ngay tức em nhìn thấy một điều này. Ngay tức này, mình có là số mol của anh ancol này chính bằng số mol này như thế. Đúng không? Vậy thì từ đó mình sẽ nhận được số mol của anh này. Số mol anh nhất T thì đây bằng 3 lần thằng này đúng không? Bằng 0,3 đúng không? Vậy còn là mình có R cộng với 67 bằng 24,6 chứ 0,3. Đến mình tìm R 24,6 chứ 0,3 bằng trừ đi 67 15. Vậy R 15. Vậy nó chắc chắn là C3CO3 lần C3 lần. À, rất dễ. Ok, các em hiểu bài không? Em mình có các cái kỹ thuật mình giải nhanh nhá. Câu 86 này. Thủy phân 0,01 mol NaOH. Thủy phân 0,01 mol NaOH của ancol đa chức và một axit đơn chức phải dùng 1,2 gram NaOH. À, vậy mình tìm được số chức NaOH. Số mol NaOH trừ chia số mol NaOH. Số mol NaOH bằng 1,2 chia 40 bằng 0,3. Chia 0,1 bằng 3. NaOH 3 trực nhìn đáp án này. Tất cả đều có dạng là gì? RCOO 3 lần C3 lần. Số mol 0,1 không? Đúng chưa? NaOH này cần dùng này 3 gram. 3 gram vậy thì tìm số mol 3 chia 40 đi. 0,5. Muối, muối là gì? RCOOA. Đúng chưa? 7,05 gram muối. Thế mình nhìn nha. À chỗ này 0,01. Anh em bằng 0,075. Thầy nhìn nhầm thôi. Khối lượng muối bằng 7,05. Đi ra 3 lần. Bạn toàn nát đi. Và này. Vậy đây mình có R cộng 67 bằng 7,05 chia 0,075. Trừ 67. 27. 27 chúng ta biết chắc chắn chịu lại à. CH3 CO 3 lần C3 5. 27 mà. Đúng không? Nào chúng ta bán bề. Yến Nhi vào học với nhau nha.
Câu 87. Câu 87. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol STX bằng NaOH thu được một muối của axit carboxylic y và 7,6 gam ancol. Chú ý này. Y một muối gì? Y phản ứng trắng bạc thì nó phải bắt đầu HCO. HCO. Không có HCO vứt thằng này. HCO. Z hòa tan là COH lần cho dung dịch xanh lam. Khi phải chỉ khi Z là ancol đa kể. Thủy phân anh này thì mình thu được ancol này. Có đa nhưng không kể. Vứt. Thủy phân anh này thu được. Được. Thủy phân này được. Được đúng không? Ông hóa ta kể. Và mình còn C, D và B. Đề bài cho chúng ta là 7,6 gam ancol này. Và mình có này. Số mol của ancol thì bằng số mol của ete bằng 0,1 đúng không? Suy ra phân tử khối của ancol bằng 7,6 đúng không? Chia cho 0,1 đúng không? Bằng 7,6 đúng không? Anh này bấm phân tử khối là bằng bao nhiêu? Anh này chính là C2H6O2. 24 cộng 6 cộng 32 bằng 62. Vứt 76 cơ. Anh này đi. Chính công thức là C3H8O2 76. Thỏa mãn. Vậy đáp án đúng đáp án gì? Rất là dễ đúng không? Giờ mình sang cái câu 88, một câu mà dạng khá là phổ biến ở đây thi. Câu 88, một câu khá là phổ biến ở đây thi. Sẵn sàng nhá. 88 này. 85 này thì đã từng chữa rồi đấy, nhưng hôm nay thì chữa kỹ hơn cho chúng ta đấy. Hôm nay thì chữa kỹ hơn. 2TXY cùng một thức phân tử C8H8O2 này. Chữa phòng benzen cho phân tử này. Cho 6,8 12 x 8 cộng 8 cộng 32 0,05 mol. X và Y tác dụng là NaOH dư. Số mol NaOH phản ứng là 0,06. Tối đa nhé, mình thấy này. Số mol NaOH chia số mol ete đơn chức bằng 0,06 chia 0,05 1,2 lớn hơn 1 nhỏ hơn 2. Ăn NaOH với tỷ lệ mol 1:1 chắc chắn là ete của ancol. Còn ăn NaOH với tỷ lệ mol 1:2 mà ete đơn chức chắc chắn nó chỉ có thể là ete của phenol. Thì sử dụng đường chéo này có anh này là tỷ lệ, thằng này là tỷ lệ là 1, thằng này tỷ lệ là 2, chỗ này 1,2. 2 trừ 1,2 thì bằng 0,8, 1 trừ 1,2 bằng 0,2. 0,2 chứ 0,8 bằng 1 chứ 4. Đấy chưa? Vậy là tổng số mol 2 ete thì bằng 0,05 mà chia làm 5 phần. Vậy mỗi phần bằng 0,01. Đúng chưa? Thế vậy đến đây thì có tổng hợp lại một chút thì có C8H8O2 này bao gồm này ete phenol, ete của ancol, thằng này là 0,01, thằng này 0,04, tác dụng với NaOH 0,06 thu được. Để bài nói 3 muối đúng không? Khối lượng 3 muối để bài cho nó biết rồi. 4,7 cộng với lại ancol. Mình biết thừa số mol của ancol thì chính bằng số mol ete của ancol 0,04 cộng nước. Số mol nước thì chính bằng số mol phenol, ete của phenol 0,01. Đến đây các em nhìn kỹ nhá. Mình có bảo toàn khối lượng đúng không? Bảo toàn khối lượng mình có này. Bảo toàn khối lượng mình có này. Khối lượng của ete mình biết rồi là bằng bao nhiêu đây này. Bảo toàn khối lượng ete thì bài cho 6,8 này. 6,8 cộng với lại 0,06 x 40
bằng 4,7 cộng với 0,04 nhân phân tử khối của ancol 0,01 nhân 18. Đến đây mình tìm được phân tử khối của ancol 6,8 này cộng với 0,06 nhân 40 này, trừ đi 4,7 này, trừ đi 0,01 nhân 18 này, chia cho 0,04 này, 108. Phân tử A khối của ancol 108. Do ancol đơn trước mặt số mất 108. Suy thì có R bằng 108 trừ 17 bằng 91. 91 các em nó có thể dùng thủ thuật này. Chia 14, 6,5. Vậy thử C6. 12 nhân 6 bằng 91 trừ N bằng C6H19. Loại. Thử C7. 91 trừ đi 12 nhân 7 H7 cắm OH nữa, thỏa mãn. Chú ý ở đây là bài nói này, phân tử điều chứa vòng benzen mà là SE của ancol, vậy chắc chắn là chứa vòng benzen C6H5. Nhưng ancol và nhóm OH đính vào carbon không nó carbon non nên chắc chắn anh này là ancol như này, đúng không? Vậy SE của ancol, ancol này chắc chắn có dạng là C6H5CH2OH. Suy ra SE của ancol chỉ có cách đó là HCOOCH2C6H5. Thì như vậy là tự thằng này nó ra được một muối là HCOONa, số mol không bằng 4. Đấy chà. Đấy nha. Thế tiếp tục này. Bây giờ SE của phenol. SE của phenol thì là cái nhóm OH thì nó có hai sự lựa chọn, hoặc là HCOOC6H4CH3. Thằng này loại, loại tìm sao này? Vì này, thằng này thủy phân ra thì thu được một muối là HCONa trùng với muối này, một muối nữa là NaC6H4CH3. Thế vậy chỉ có hai muối mà đề bài nói ba muối nên loại này. Vậy chắc chắn chỉ có một thằng là CH3COOC6H5. Thủy phân ra thu được CH3COONa và C6H5ONa. Thằng này 0,01, thằng này 0,01. Và đề bài hỏi chúng ta muối của axit carboxylic có phân tử khối lớn hơn. Đây, bên hai muối của axit carboxylic phân tử khối lớn hơn là thằng này. 0,01 nhân 82. 0,82 gam. Người ta đáp đúng chúng ta là nhớ nhá, những cái bài như này sau này rất hay thi. Trong đề thi ở trên lớp và đề thi ở trên trường rất hay thi. Tổ tiên gì đúng không? Chính xác. Chính xác câu 89 này. Câu 89. 89 nhá. Thủy phân 37 gam 2 te cùng thuốc phân tử C3H6O2. C3H6O2 mình tìm được số mol nhỉ? 37 chia 74. 0,5. Nói AOH dư thu được muối cộng ancol, biết được luôn số mol ancol bằng số mol SE 0,5. Trưng cất ancol H2S4 là 140 độ C thì thu được SE khối lượng 14,7. Thế thì do anh này ancol đơn chức là SE đơn chức nên số mol là AOH cũng bằng 0,5 luôn, đúng chưa? Thế này hoàn toàn đây mình có bảo toàn khối lượng được luôn nhỉ? Cái bài học khối lượng muối không rét này, có bảo toàn khối lượng. Mình có 37 cộng 0,5 nhân 40 bằng m muối cộng với lại m ancol. Vậy bây giờ thì bài học tìm m muối mình cần tìm m ancol là sao? Đúng không? Vậy em nhìn vào cái ancol này nhá, nhớ thế này, ROH 2 lần mà đi qua H24 đảo 140 độ C thì nó tạo thành ROR cộng nước. Xét về tỷ lệ số mol thì anh này là 2, thì này là 1. Vậy suy ra số mol ancol đây 0,5 thì số mol nước đây bằng 0,25. Mặt khác bảo toàn khối lượng, mình luôn luôn có m ancol thì bằng m ete cộng m nước
MET biết rồi, 14,3 m nữa, 0,25 nhân 7,8. Vậy đây thì mình tìm được mán côn. Được chưa? 18,8. Thế vào đây thì tìm ra được m muỗng. Ba tám hai. Vậy sao bạn đúng chúng ta đáp án B vào. Theo hiểu bạn nào nhỉ? Đấy, mình đang tiến lên những câu khó đấy, khó của ST. Làm sau phần này thì các em sẽ cực kỳ tự tin cho việc giải bài tập ST. Xong nhá. Mình sang câu 90 nhá. À đâu, mình sang câu 89 nhá. À đâu, mình sang câu 90 chứ. Ta sang câu 90. 90. Sang câu 90. 90 để nhá, để mình trên. Chất tích có công thức phân tử C6H8O4. C6H8O4. Thế nhìn thằng chất x mà có công thức phân tử C6H8O4 này thì nghĩ ngay nó thuộc dạng gì? CnH2n trừ 12 trừ 14 O4. Trong CnH2n trừ 4 thì CnH2n là 1π, 2n trừ 2 là 2π, 2n trừ 4 là 3π. O4 thì nó gồm có là 2πCOO rồi, vậy còn 1πCC, chắc chắn là 1πCC nhá. Một mol X phản ứng với đá hát thu được dung dịch chất Y và hai mol chất Z. À rồi, ok. Thằng này tác dụng với đá hát thì thu được chất Y cộng hai chất Z, đun Z với H24 đặc, thu được dimethylete C3OCH3. Điều này tương đương với Z chỉ có thể là CH3OH. Z chỉ là C3OH mà bỏ Z mất mol nước boron là sai. Được chưa? Z là CH3OH. Được chưa? Vậy thì chắc chắn ngay tức mình suy được công thức của thằng Y. Thằng ăn 2 là OH thì C6 trừ đi 2 thì còn C4. H8 cộng 2 là H10. H10 trừ đi 4 thì còn H6. H10 nhé, trừ đi 4 là H6. O4 cộng 2 O6, O6 trừ đi 2 thì còn là O4, là A2. PC4H4 O4 là A2 sai, H6 cơ. Sai sai. Chất tích phản ứng với hydro thì tỷ lệ mol 1:3 sai. Mình vừa phân tích xong 3π nhưng mà 2πCO không bạn được hydro. Phản ứng hydro thì tỷ lệ mol 1:1 loại B. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án T. À, chất T không đồng phân hình học. Tại sao T không đồng phân học? Vì T cho phản ứng với HBr thu được hai sản phẩm đồng phân cấu tạo của nhau. Thầy vẽ chúng ta nhìn nhé. Nha. Hai sản phẩm đồng phân cấu tạo nhau, vậy thằng này chỉ có hệ là COOCH3 này, COOCH3 này, còn C6 đúng không? Mà hai đồng phân đây chỉ có thể là này. Ok chưa? Hiểu không? Đây là câu số 90 nhá. Sao đúng đáp án A nhá. Rồi mình sang câu số 91 rồi. Câu số 91. Kịch mình tàu rồi. Mình sang câu số 91 rồi. Mắc vào như hôm nọ rồi. Câu số 91. Nó hỏng quá. Kém hiểu không nhỉ? Sau mình sang câu 91 nhá. 91 này. Đốt cháy hoàn toàn vào gam hỗn hợp hai te đồng phân. Đồng phân là công thức giống nhau nhá. Đồng phân là công thức giống nhau à? Thu được này, CO2 nước này thì bấm thử số mol CO2 bằng này. 23,52 chia 2 đến 4. 1,05.
18,9 chia cho 18 cũng bằng 1,05. Vậy mình thấy số mol nước bằng số mol CO2 chắc chắn SNO luôn hả? CN HNO2 đúng chưa? Thầy tìm được công thức luôn đấy. Cộng O2 này, số mol 27,44, 1,25 CO2 nước. Và đây ta tìm được bằng bao nhiêu? 1,05. Thế nên mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol NT 1,05 x 1 cộng 1,05 x 2 chú ý 1,225 x 2 bằng 0,7 chia 2 0,35. Thế nên mình tìm số nguyên tử carbon bằng 1,05 chứ 0,35. 3 suy nó là C3SO2 chính xác như Nguyễn, đúng rồi đấy. Nếu cho mà gam x theo C3SO2 thì chỉ có 2 nghĩa T duy nhất thôi, HCOC25 và CH3COC3 chỉ có 2 nghĩa T, đúng không? Thế mà cho mà gam x tác dụng hết với NaOH, số mol NaOH là 1 nhân 0,4 bằng 0,4. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn than HCOONa CH3COONa, khối lượng bằng 27,9. Đặt thằng này A, đặt thằng này B. Thế mình có hệ luôn đúng không? 68A cộng 82B bằng 27,9. A cộng B bằng natri. A cộng B bằng 0,4. Thế đến đây mình tìm được AB luôn. 27,9 bằng 0,4 bằng A bằng 0,35, B bằng 0,05. Y nhỏ Z nha. Lưu ý này, Y nhỏ Z này. Y nhỏ Z ở đây là Y, đây là Z. Y là A, Z là B, đúng rồi. 0,35 chứ 0,05. Thế bấm nhầm sao nhỉ? Đi chuyện 0,35 hay 0,05 được nhỉ? Thử bấm lại chút. Như thế bấm nhầm. 68 bằng 82 bằng 27,9 bằng 1 bằng 1 bằng 0,4 bằng 0,35 0,05. Ừ, A bằng với B, B bằng với Z. 7 chia à? Thế mà lại thì bấm nhầm đâu em ơi. 68 A cộng B, à không phải 35 đâu. A cộng B bằng không phải, các em nhìn thấy em thấy bấm hệ sai đâu. 27,9 dung dịch sau phản ứng thì thu được à, cho M gam x. Ừ thôi chết rồi, thiếu thank you. À, số mol thằng này bằng 0,35, A B 0,35. Chỗ này phải trừ đi, là A mất dư đúng không? Là 0,05 nhân 40. Đấy, thì bấm sai đây. À, 27,9 trừ đi 0,05 nhân 40. 0,35. A bằng 0,2, B bằng 0,15. 0,2 và 0,15. Mình có là 0,2 chia 0,15 bằng 4/3 B vào. Xong. Các em hiểu câu này không? Cũng khá là dễ đúng không? Những câu ST bắt đầu đến những câu ST vận dụng cao này rồi thì mình làm khá là quen, mình thấy nó rất là dễ thôi. Mình sang câu tiếp nhé. Sang câu số 92 nhé. Câu tiếp là số 92 nhé. Chỗ này thì là cái tường, dùng sách thì khó. Các em lưu ý nhé, mình sang câu 92 nhé. Câu 92 thì bây giờ là để mé này thôi. 92, các em có đề rồi nhá. 92 này. Đề bài cho ta này.
Màu gam hỗn hợp gồm axit carboxylic X và alcohol y đều đơn chữ. Axit carboxylic X RCOH, alcohol y là R phải OH. Số mol X gấp 2 lần số mol Y. Cái thằng này là 2A thì này là STZ được tạo ra từ XY. RCO R phải. Số mol là B. Được chưa? Cho một lượng mà tác dụng vừa đủ với dung dịch RAO 0,2 đủ, bởi vì là đủ nên mình có đây. Chỉ có anh này tác dụng RAO thôi. 2A cộng B bằng 0,2. Tạo ra muối RCONA, đúng không? Bảo toàn natri đây 0,2 này. Để bài cho khối lượng 16,4. Vậy hoàn toàn mình tìm được R cộng với cụm này cũng 67 này bằng 16,4 chia 0,2. 16,4 chia 0,2 82. Vậy mình tìm được R bằng 15. Vậy suy anh này nó là CH3 CONA, đúng chưa? CH3CONA mà nhìn vào đáp án này cũng không nhìn thấy luôn, đúng không? CH3CONA mà chúng ta nhìn vào đáp án nhé, không nhìn thấy luôn. Thì các em nhìn vào đáp án này này, thì loại ý đáp án A và loại đáp án C, còn B và D. Chúng ta lưu ý tiếp để bài nói tạo ra 8,05 gam ancol R phải OH, đúng không? 8,05 số mol ancol chính bằng A cộng B. Mà khác mình biết A cộng B thì nhỏ hơn 2A cộng B, mà A cộng B bằng 0,2. Suy ra mình có phân tử khối R phải OH phải lớn hơn 8,05 chia cho 2A cộng B thì bằng 0,2. 8,05 mà chia cho 0,2 40,25. Rồi mình nhìn đáp án mình có thì phân tử khối của ancol phải lớn 40,25 thì không thể đáp án B được, bởi vì CH3 OH bằng 32. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Rất là dễ. Đúng không? Dễ học luôn. Mình sang câu tiếp nhé. Câu 93. Câu 93. Câu 93. Xà phòng hóa an toàn 66,6 gam hai hỗn hợp ETHCOCH5 CH3COCH3, tìm số mol luôn. 66,6 chia 74,9, tại vì hai này đều là phân tử khối là C3CO2 mà, nên là tìm số mol 0,9 luôn bằng RAO á, thì thu được ancol, đúng chưa? Ancol thì số mol của ancol chính bằng số mol của ete, đúng không? Bằng 0,9. Ancol đi qua H2O4 đặc 140 độ C thì tạo thành nước, đúng không? Lúc nãy mình có một cái biểu thức đó là N nước bằng 1/2 là N ancol, đúng không? Và nó sẽ bằng là 1/2 nhân 0,9 bằng 0,45. Phải tìm được mở nước luôn. 8,1. Nên đáp án đúng mình là đáp án B bỏ. Thấy không? Đấy, nhìn mấy câu vận dụng cao mà có chiều thầy vào thì thấy nó nhẹ nhàng hơn cả lông hồng, đúng không? Có nha. Còn 2 câu nữa. Câu 94 này. Hỗn hợp X. Hỗn hợp X gồm một axit no đơn trước bạch hở. Hỗn hợp X gồm một axit no đơn trước bạch hở là CnH2NO2, một ancol đơn trước là ROH, đốt cháy là 21,7 trong oxy, thu được CO2 cộng nước, số mol CO2 20,16 chia 2,4 0,9, số mol nước 18,9 chia 18 0,5. Mình thấy số mol nước lớn số mol CO2 chưa? Vậy chắc chắn nó là
ancol no đơn. Công thức tổng quát là CN H2N cộng 2O, CM H2M cộng 2O. Số mol của ancol chính bằng số mol nước trừ số mol CO2 1,05 trừ 0,9 0,15. Được chưa? Vậy số mol ancol 0,15. Nhớ đây mình đi bảo bằng khối lượng 21 cộng 7 cộng với lại M của O2 bằng 0,9 nhân 44 cộng 1,05 nhân 18. Nếu mình tìm bằng M O2 cộng 1,05 nhân 18 trừ đi 21,7 36,8 chia 32 1,15 mol oxy. Đến đây thì đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì tìm được số mol của axit 1,05 cộng 0,9 nhân 2 trừ đi 1,15 nhân 2 trừ đi 0,15 0,4. Đúng không? Tính kỹ lại nha, 1,05 này cộng 0,9 nhân 2 trừ đi 1,15 nhân 2 trừ 0,15 bằng, à thì quên chưa chia 2. Chia 2 bằng 0,2. Được chưa? Chia 2 0,2 đã. Vậy thì có tổng số mol của hỗn hợp này bằng 0,2 cộng 0,15 bằng 0,35. Đúng rồi, thank you. Nhìn Nguyễn, rất là chú ý đấy, rất tốt. 0,35. Bây giờ mình tìm được số nguyên tử carbon trung bình bằng 0,9 chứ 0,35. Hai phẩy năm bảy. Chưa nói được điều gì nhá, chưa nói được điều gì. Vậy ở đây mình đi bảo toàn carbon 0,35N 0,15M ăn cô no mà CmH2M cộng 2O mà thì bằng 0,9 0,2M lập bảng N M N bằng 1 loại đúng không, 2 loại đúng không, 3 lấy N bằng 3 thì thằng này 0,6 0,9 chứ 0,3 chứ 0,15 bằng 2. Vậy M chúng ta nó là gì? C3H6O2. Còn M chúng ta là gì? 2C2H5OH. Câu 94 đề bài hỏi hiệu suất thực hiện bằng SE hiệu suất là 60%. Vậy mình sẽ có là C2H5COOH cộng với lại C2H5OH, số mol này 0,15, số mol này 0,35, thu được C2H5COO. C2H5 hiệu suất đề bài nó cho chúng ta bằng 60%. Vậy đây mình tính cho thằng nhỏ hơn, sorry thì cứ nhầm, thằng này 0,2 0,15 nhân 0,6 thuận nhân 0,09. Phân tử khối này bằng 102 nhé, 9,18g. Đáp án đúng đáp án C. Ok chưa? Đây là một trong số những câu vận dụng cao nhá. 94 nè, 95. Câu cuối cùng ngày hôm nay. Chưa xong câu này thì buổi sau, buổi chủ nhật chúng ta học sang phần lipid chất béo nhé. Để dặn trước này, các em về nhà làm bài tập lipid chất béo, buổi sau thầy dạy về lipid chất béo, nhớ chưa? 95. Thủy phân hoàn toàn M1g STX bằng mạch hở bằng lá hoát dư thu được 12g ancol Y, không phải tăng phản ứng với CO2 2 lần STX này cộng lá hoát dư thu được ancol Y cộng với lại muối Z 15g, 2 muối của 2 axit carboxylic đơn chức. Đấy, từ nha. Vậy điều này tương đương với việc là STE này phải là STE 2 chức, đúng không? Xác định ancol đã nhỉ? Ancol đốt cháy và ancol này oxy dư số mol CO2 0,3
nước không bị bún. Vậy chắc chắn là cô no đơn hả? Đúng không? Là nước lớn là sao hai? Tương đương công thức ăn cồn là CN HNO cộng 2O OX 0,4 trừ 0,3 thì bằng 0,1. Do ST 2 chức nên chắc chắn ăn cồn này 2 chức. Số người tử carbon 0,3 chia cho 0,1 thì bằng 3. Vậy chắc chắn công thức ăn cồn là C3H8O2. Thì ra ăn cồn C3H8O2. Số mol ăn cồn thì bằng 0,1. Vậy suy ra số mol ST bằng 0,1. Thì ra vậy suy ra số mol của nào bạn phải bằng 0,2 do ST2 trước thì ăn 2. Suy ra số mol muối bằng 0,2. Mà muối chúng ta sẽ có dạng là R trung bình CONa. Số mol khối lượng bằng 15, số mol 0,2 thì được R cộng 67 bằng 15 chia 0,2. R bằng 8. 8 lớn 1 với chắc chắn là H. Đúng chưa? AT3 à, chỉ hỏi M thôi. Và hỏi M1 khối lượng ST thôi. Thế nên mình bảo toàn khối lượng là xong. Thấy đi giải miên man đâu, bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của ST cộng khối lượng NaOH là 0,2 nhân 40 cộng khối lượng ancol là 0,1 nhân 12 nhân 3 cộng 8 cộng 16 nhân 2 76 15 bằng. Vậy mình tìm được MST luôn. Mình 4,6 ha. Vậy đáp án đúng đáp án D. Các em hiểu bài không nhỉ? Đến đây thì chúng ta tạm dừng ở đây. Thế là mình đã, thầy đã chia dạng hết và giải hết cho chúng ta về phần ST trong về phần ST và kết hợp với cả phần ST trong đề thi đại học, thầy livestream bên ngoài nữa thì các em ghép lại thành một phần ST hoàn chỉnh. Các em nên nhớ rằng là lớp live VIP của thầy thì phải theo dõi đầy đủ full 4 buổi livestream, hai buổi livestream trong nhóm live VIP và hai buổi livestream ở ngoài tường. Được chưa? Thì hôm nay chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Chủ nhật mình học từ 10 giờ nhỉ? À đâu 8 giờ đúng không? Thầy bảo học từ 8 giờ. Thì sáng nhật mình học tiếp từ 8 giờ để mình học xong phần DP chất béo nhá. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Chúc các em buổi tối vui vẻ.